Một số giám đốc điều hành và nhà đầu tư tài chính đang hết sức lo ngại những rủi ro liên quan đến vụ ngân hàng Silicon Valley Bank SVB sụp đổ. Nếu các nhà quản lý Mỹ không tìm ra được một nhà đầu tư mua lại SVB trong tuần này và bảo vệ số tiền gửi không có bảo hiểm tại ngân hàng này. Phát biểu trên kênh truyền hình CBS ngày 12 tháng 3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết, bộ này đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý ngân hàng để ứng phó với những tác động liên quan đến vụ SVB phá sản. Tuy nhiên, bà Yellen nêu rõ, một gói cứu trợ lớn không nằm trong số các biện pháp đang được cân nhắc. Đồng thời nhấn mạnh nhà chức trách tập trung vào việc bảo vệ người gửi tiền và cố gắng đáp ứng những nhu cầu của họ. Một nguồn thạo tin cho hay, cơ quan bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ FDIC đang tìm kiếm một ngân hàng khác có thể sáp nhập với SVB nhằm cứu vãn tình hình. Theo FDIC, tính tới cuối năm 2022, có tới 89% trong tổng số 175 tỷ đô la Mỹ tiền gửi ở SVB không có bảo hiểm tiền gửi. Giới chuyên gia cho rằng, thỏa thuận mua lại SVB quá lớn để có thể đạt được trong thời gian gấp rút, trong khi các bên mua tiềm năng có thể sẽ yêu cầu các điều khoản đảm bảo đặc biệt hoặc tiền phụ trợ đi kèm. Tổ chức tài chính Santa Clara, bang California, với khối tài sản trị giá 209 tỷ đô la Mỹ, được cho là một trong số những đối tác tiềm năng mua lại SVB. Trước đó, hãng tin Bloomberg đưa tin, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và FDIC đang cân nhắc việc thành lập quỹ mới nhằm cho phép nhà chức trách có thể hỗ trợ thêm tiền gửi đối với những ngân hàng gặp khó khăn sau vụ SVB sụp đổ. Fed và FDIC chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này. Theo kênh truyền hình Sky News ngày 12 tháng 3, các ngân hàng Anh được ấn định thời hạn 24 giờ để giải cứu chi nhánh SVB tại nước này, trước khi Ngân hàng Trung ương Anh BOE chính thức đưa ngân hàng này vào diện phá sản. Ban lãnh đạo SVB Anh đã cố gắng tiếp cận các tổ chức cho vay gồm Barclays PLC và Lloyds Banking Group nhằm đạt được một thỏa thuận tiếp quản khẩn cấp. Trong khi đó, báo Financial Times đưa tin, chính phủ Anh đã cố gắng thuyết phục một đối tác mua tiềm năng ở khu vực Trung Đông tiếp quản chi nhánh SVB để tránh hệ lụy nghiêm trọng từ tình trạng vỡ nợ. Các nguồn thạo tin cho biết, SVB Anh có khoảng 7 tỷ bảng Anh, tương đương 8,42 tỷ đô la Mỹ tiền gửi vào thời điểm BOE công bố SVB Anh mất khả năng thanh toán. Ngày 10 tháng 3 vừa qua, SVB, một trong những ngân hàng lớn nhất thung lũng Silicon và lớn thứ 16 ở Mỹ, đã tuyên bố phá sản. Đây là vụ sụp đổ ngân hàng thương mại lớn thứ 2 trong lịch sử nước Mỹ sau vụ ngân hàng Washington Mutual sụp đổ năm 2008 vào thời kỳ khủng hoảng tài chính. Vụ SVB phá sản đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên giao dịch ngày 10 tháng 3 và thị trường tài chính toàn cầu rung chuyển khi hàng tỷ đô la Mỹ tiền gửi của nhiều công ty và nhà đầu tư mắc kẹt. SVB chủ yếu phục vụ giới nhân viên công nghệ và công ty khởi nghiệp. Nhiều công ty trong đó có Roblox Corporation chuyên sản xuất trò chơi điện tử và Roku Inc. chuyên sản xuất thiết bị xem video trực tuyến, cho biết đã gửi hàng trăm triệu đô la Mỹ ở SVB. Phần lớn tiền gửi của Roku Inc. không có bảo hiểm, khiến giá cổ phiếu của công ty này sụt giảm tới 10%.